Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay thì Tiến sẽ giới thiệu cái phiên bản xe inox mà Coffeebuy đang sử dụng để kinh doanh xe cà phê pha máy ở đường phố. Thì từ năm 2016 đến nay là 5 năm thì Coffeebuy là một trong những cái chuỗi cà phê đầu tiên kinh doanh cái mô hình xe cà phê pha máy đường phố. Thì sau 5 năm thì chúng tôi đã có nhiều cái sự nghiên cứu cũng như là điều chỉnh để ra một cái mẫu xe dễ vận hành và tiện lợi cũng như là cái độ bền nhất dành cho người sử dụng. Như vậy thì chiếc xe này có gì đặc biệt